khi mà trong chỉ một tuần vừa rồi có đến 3 đến 4 nghệ sĩ ra album hoặc là thông báo sẽ ra album. Đấy là còn chưa kể chất lượng của các album càng về cuối năm lại càng cao, khiến cho khán giả bối rối không biết đường nào mà lần. Ví dụ lớn nhất thì chắc phải kể đến album comeback mang tên Đánh Đổi mới ra mắt của Obito, khi mà với 20 bài nhạc hướng đến những chủ đề rất đời, nam rapper trẻ tuổi này đã khiến cho đại đa số khán giả phải thay đổi khẩu vị. Đánh Đổi có phải là một tuyệt tác như nhiều nhận định ban đầu, nên nhìn nhận khách quan về album này thế nào và liệu đây có phải là album xứng đáng với vị thế Album of the Year không thì hãy cùng Nhi Đồng thổi tài lạm bàn ngay sau đây. Đầu tiên phải khẳng định luôn, Đánh Đổi có thể là một trong những album đậm màu hip hop nhất từ đầu năm đến giờ. Bởi vì ngoài những con beat được sử dụng hệ thống sample dày đặc cùng những âm thanh chop từ bộ trống 808 đặc trưng, cùng lối kể chuyện và delivery đầy tính lyrical được trau chuốt tỉ mỉ bởi Obito, tất cả đã giúp tạo ra một trải nghiệm thuần rap mà nhiều rap fan đã mong chờ suốt cả năm nay. Đặc biệt là việc tạo ra một trải nghiệm album có cả các đoạn cắt ngắn, có cả skit mô tả lại những khung cảnh trong đời, đã giúp khán giả có thể thưởng thức trải nghiệm nghe đầy hoài cổ của những album rap hồi những năm 2000. Nhưng mà giống trong xuất phát điểm, sự hoài cổ của những năm 2000 không chỉ dừng lại ở chủ đề và những câu chuyện trong đời sống cá nhân Obito, mà ngay từ bài rap đầu tiên, tiếng kèn cùng bộ trống đã giúp xây dựng một không gian âm thanh mà ở đó khán giả được trở về khởi đầu của hành trình với rap game của Obito trong hình hài một cậu bé năng động, hoạt bát, sinh ra trong một gia đình no đủ, không phải lo lắng gì cả. Không thứ gì khiến tập phiền lòng, chỉ có niềm vui ngày qua ngày trôi, ngày đứa nhấp trong tim vẫn đang sống. Thế nhưng sau đó, cuộc đời bắt đầu thay đổi khi cậu dần dần trải nghiệm môi trường sống phức tạp với những góc tối và sự hỗn loạn. Những trải nghiệm tiếp theo trong album vì thế cũng gai góc, trực diện hơn. Thậm chí có nhiều người còn bảo Obito đang bịa chuyện, sống không real, từ chối hiểu. Thằng công tính nhưng ba mẹ mất sớm vì chất kích thích nên phải vào đời. Thằng thì anh em ngã xuống vì dao kiếm hận thù nên lao đầu vào cuộc chơi. Nó là một cái khoảng thời gian rất là tăm tối đối với mình. Từ công việc, những cái mớ cảm xúc của bản thân. Cái buồn nhất là gia đình. Nhưng mà nếu mà nhìn ra nước ngoài thì dạo gần đây các rapper nước ngoài cũng bắt đầu chém gió nhiều hơn về những tội lỗi mà họ không làm. Ví dụ như trong So What, Lil Durk đã mở đầu This deluxe is all cap, this shit is not real, khẳng định là bài nhạc này xạo lìn, không có gì là thật cả, để khuyến cáo khán giả nên hiểu âm nhạc của mình theo hướng thuần nghệ thuật sáng tạo hoặc là giải trí thay vì một cuốn tiểu thuyết tự sự. Hay là như thiên tài Lưu TK, dù rap về ghệ đít bự, yêu một lúc chục em, súng ống bạo lực, đường phố gang gang, nhưng thực tế lại là một cậu em vô tri, dễ thương, yêu bạn gái, nói chuyện thì hơi cù lần, hơi giống Đánh Xá. Thế nên là có lẽ đã đến lúc các rap fan cũng nên cởi mở hơn với định hướng sáng tạo của nghệ sĩ. Thay vì đòi hỏi hoặc là thắc mắc về cuộc đời của rapper thì hãy để họ thoải mái sáng tạo những concept mà họ thích theo cách mà họ cảm thấy thoải mái. Trong trường hợp của Obito thì bộ ba bài nhạc đầu, Đầu Đường Xó Chợ, Biên Giới Long Bình và 16, dù tính xác thực thì chỉ có mình Obito hoặc là Lăng LD biết, nhưng đây có thể coi là bộ ba bài nhạc mang đến trải nghiệm nghe khá hoàn hảo về khâu storytelling và delivery. Tao biết hết ngõ ngay tại lớp thấp nơi không ai muốn vào thêm sâu. Mấy thằng trẻ còn chưa đầy 20 nhưng số với nó chém nhiều hơn số tuổi. Chỉ cần nghe qua một lần là khán giả đã hiểu được ngay câu chuyện mà Phong Ly đang muốn kể là gì, những khó khăn mà nhân vật chính từng trải qua ra sao. Việc mô tả lại được những góc khuất trong cuộc đời cùng môi trường sống phức tạp, cùng với những góc tối và sự hỗn loạn một cách tỉ mỉ là đủ để dành lời khen cho nỗ lực trong sáng tạo nghệ thuật của Obito. Đoạn chuyển từ 16 sang chương 2 Sài Gòn đánh dấu thời điểm bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của nam rapper, cũng khá mượt mà về mạch truyện, nhưng về mặt giai điệu và âm thanh thì hơi hụt hẫng vì cái năng lượng chuyển tiếp giữa 16 và Sài Gòn ơi hơi bị lạc quẻ với nhau. Kiểu cảm giác đang ăn bún bò ngon mồm thì lại ăn bánh kem vào ấy, xong rồi lại ăn bún bò tiếp, thì nói chung là nó hơi đột ngột và nó thiếu gắn kết. Cơ mà ở hai phần này thì khán giả được hiểu hơn về bước đầu phát triển sự nghiệp của Obito, trong đó có cả khó khăn cũng như là trưởng thành, có sự lừa dối rồi đạt được những thành công riêng. Obito vì thế ví cái thành phố này như một cô gái không dễ chinh phục, ở đó chàng trai này vấp ngã, tan vỡ và suýt nữa thì vỡ vụn trong những cám dỗ lừa lọc. Có nhiều ý kiến cho là nếu phần 1 của Đánh Đổi có nhiều nét giống với Only Built for Cuban Links của Rec One, khi mà nói về những lần sa ngã vào lối sống không tốt, thì ở cái phần 2, concept mà Obito sử dụng có phần giống với Good Kid, Mad City của Kendrick Lamar. Nhiều sếp hư thì còn bảo là không hổ danh là người nhà Uchiha.
Các bạn, vấn đề với phần 2 này thì cũng hơi giống phần 1 của album. Đó là chỉ với hai bài nhạc thì đa số câu chuyện của Obito vẫn khiến người nghe mơ hồ, nếu không muốn nói là cụt lủn. Thậm chí là nhiều ý kiến cho là nếu loại bỏ Sài Gòn ơi khỏi album thì mạch cảm xúc và năng lượng trong trải nghiệm nghe sẽ ổn hơn. Mà ý nghĩa của câu chuyện về một chàng trai trẻ lên Sài Gòn lập nghiệp bị lừa dối và đánh mất tất cả vẫn sẽ được khai thác đầy đủ, để rồi cái màn thay đổi trường năng lượng khi mà anh chàng quyết tâm đến Hà Nội để thay đổi góc nhìn, chữa lành tâm hồn, vì thế cũng dễ đồng cảm hơn. Kiểu từ một trường năng lượng gai góc chuyển sang sự nhẹ nhàng trong Hà Nội với vô điều kiện sẽ giống một chương trong anime, nơi mà nhân vật chính đang tổn thương, đau đớn nhưng lại tìm được những người sẵn sàng ở cạnh bên mình, dạy mình những bài nhạc nhẹ nhàng của cuộc sống và comeback cho một hình hài mới, sức mạnh mới, gear mới, hoặc là ít nhất là nói đạo lý tốt hơn giống kiểu Naruto chẳng hạn. Nói chung là theo nhiều ý kiến thì đáng nhẽ là Sài Gòn ơi không nên có màu nhẹ nhàng như thế, mà hãy để Hà Nội và vô điều kiện làm đoạn nghỉ cần thiết cho album thì trải nghiệm nghe có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Cơ mà đoạn nối từ phần 2 sang cao trào mang tên Đánh đổi ở phần 3 thì đúng là tuyệt hảo. Đến đây thì chắc là khối người phải cái beat của Đánh đổi này nó gợi nhớ quá nhiều đến Kanye West trong Watch the Throne, Jesus hay là My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Từ các lựa chọn sample này đến cái việc là cấu trúc con beat tạo ra quá nhiều khoảng trống ở tempo nhanh đã tạo ra một cái mạch truyện có phần giàu năng lượng, mở ra cái arc comeback cực kỳ mạnh của nhân vật chính. Trên bàn tiệc của tiên và quỷ, tao là thằng duy nhất được mời, mọi thứ đổ dồn hết vào tao như kiểu tao là một ván cược hơi. Khác với nhân vật Obito không có team trong truyện thì Phong Ly lại có sự biến thù hận của mình thành động lực để trở về làm đứa con của rap game. Nhưng lần này không rap về cầu trì mì gói, tình yêu sô-cô-la kẹo mút, mà tập trung chia sẻ về những góc khuất của giới rap, cũng như là những thử nghiệm mang màu sắc gai góc, giá băng trên hải đăng hơn. Trong Đánh đổi thì phần của Madara MCK cũng là một cú hích năng lượng cho khán giả lên cao hơn, khi mà màu sắc có phần Playboy Carti với lại King Vem hiện tại của MCK nó quá phù hợp cho một album, mà ở đấy có những tâm sự của Obito quá raw, quá real, nên là chỉ cần lỡ xa đà một chút là hoàn toàn có thể khiến concept được xây dựng từ đầu đổ bể. Theo The Kids I Love Them, những tưởng là một bài hát ở giai đoạn đầu mà nam rapper đã đến gần hơn với khán giả, nhưng bằng cách kết hợp với lối hát phúc âm khiến cho ca khúc có sự mạnh mẽ và mang đến được cảm giác truyền cảm hứng. Cái bài này thì gợi nhiều đến âm nhạc của Kanye West trong hai album thực hiện cùng với lại Sunday Service Choir, nhưng mà nội dung thì lại giống với những gì mà Kendrick từng mô tả trong Pride. Ở đây thì cậu nhóc Obito hiếu thắng, sẵn sàng làm mọi thứ để thành công năm nào, giờ đã biết bản thân mình là ai, nỗi sợ của mình là gì và mục tiêu phía trước cần đạt được là gì. Anh từng thích dùng bạo lực vì không thích thằng nào không tôn trọng anh. Đến khi anh hiểu được ra ai không thích mình thì chỉ việc tránh. Anh từng nói dối rất nhiều dù mấy chuyện đó không vì lợi danh. Đến khi anh hiểu được ra hậu quả để lại không phải điều lành. Những bài học được rút ra sau này thì từng được coi là của hiếm trong giới rap toàn cầu, bởi cái dòng nhạc này tuy thực sự là tiếng nói của những người thế yếu, nhưng cũng có thời kỳ lãng mạn hóa những thông điệp tiêu cực, khiến nhiều thế hệ trẻ trên khắp thế giới lựa chọn những cái ngã rẽ sai lầm. Chính vì thế nên là những tâm sự trong Tell the Kids I Love Them của Obito là tiếng lòng của một người con nổi loạn, tìm được mạch nguồn của hip hop. Đây cũng là những bài học mà nhiều rapper gần đây đã rút ra, như là Kendrick Lamar trong The Hard Part 5 cũng từ chối thứ văn hóa bạo lực để tìm với những thứ tốt đẹp hơn, như là sự vị tha, thấu hiểu và khơi gợi những kết nối bền vững trong cảm xúc của mỗi con người. Nhờ thế mà giúp khán giả dễ dàng mở lòng với những câu chuyện có phần riêng tư trong phần 4 của album mang tên Tự Sự. Nhưng mà có cả một gia đình ở phía sau đồng hành cùng con đi tới đâu là mẹ sẽ đi theo con tới đó. Mẹ rất hãnh diện vì có con là con của mẹ. Thông qua chia sẻ của nam rapper với những gì cha mẹ đã từng trải qua và lời khẳng định chính mình sẽ là nhà vô địch mới của bản thân với các giai điệu ngày càng hiện đại, đây là phần riêng định hình một Obito cứng rắn, mạnh mẽ và đầy tham vọng hướng đến tương lai. Nhiều ý kiến cho rằng ước mơ của mẹ và con kẻ ba là tiếng lòng của bất kỳ đứa trẻ nào đang trên hành trình chứng tỏ bản thân mình là người có ích. Và cũng bởi thế thì khán giả khâm phục sự dũng cảm và thành thật của Obito khi mà cậu này dám phô diễn toàn bộ phần yếu đuối của mình trước đại chúng. Tôi dám cá là nghe đến phần 4 này thì nhiều người sẽ sụt sùi đôi chút, nghĩ về bản thân và gia đình thấy chạnh lòng.
Có thể khẳng định là từ đầu đến cuối khâu delivery và storytelling cũng như là chủ đề của album đã được Obito khai thác rất rõ ràng, chặt chẽ. Chủ ý của anh chàng này khi mà phân chia album này thành 4 phần vì thế cũng dễ hiểu hơn, ấn tượng hơn. Đánh đổi cho thấy một Obito đa tài hơn với khả năng viết lời chân thật, giàu tính tự sự, flow cũng đa dạng, thú vị, biến hóa và biết cách kết hợp với các chất liệu để tạo ấn tượng mạnh cho người nghe. Và ở thời điểm này thì cũng cần dành lời khen lớn đến cho Shiki, cậu bạn cùng sinh ra ở Châu Đốc, An Giang và kiêm luôn producer chính cho album lần này. Bởi ngoài việc chọn lựa những sample phù hợp với câu chuyện mà Obito muốn kể thì Shiki còn góp phần rất lớn trong việc tạo ra vibe và góp giọng cho bước ngoặt mà cá nhân tôi đánh giá là lớn nhất trong album Tell the Kids I Love Them. Đúng thật là những đêm thức trắng, những lần ôm nhau khóc và tâm sự của hai chàng trai trẻ này đã đổi lại cho họ một trong những trải nghiệm nghe hip hop hay nhất nhì từ đầu năm đến giờ. Thậm chí nếu chỉ nói về một album thuần hip hop thì có lẽ đánh đổi sẽ là album rap hay nhất từ đầu năm đến giờ. Điểm này chủ yếu đến từ việc học hỏi, kế thừa và trên hết là những sáng tạo dựa vào cuộc sống chân thực của Obito và Shiki. Nhiều khán giả và chuyên gia cho là thà các rapper cứ im 1-2 năm rồi comeback cho ra mắt sản phẩm siêu chất lượng như thế này còn hơn là cứ đi flex về những thứ như tiền vàng, của cải vật chất, gái gú, chơi đồ. Vàng thực sự nó là im lặng, nên là hãy im lặng và làm rồi chỉ mở mồm ra rap những câu từ xịn sò. Ok, nãy giờ chúng ta khen ngút trời rồi thì bây giờ hãy chỉ ra một vài những cái hạn chế của album này để có thể được tốt hơn. Đầu tiên thì có thể thấy đây là album đầu tiên trong sự nghiệp của Obito, nên những sự rệu rã trong khâu khai thác chủ đề là có thể hiểu được. Cụ thể là tuy concept album rõ ràng nhưng có nhiều mảnh ghép hoàn toàn có thể được lược bỏ hoặc là cho thẳng vào bài nhạc thay vì tách ra là một đoạn skit ngắn trong list của album, vì bản chất của những đoạn interlude này đôi khi được nối với phần tiếp theo một cách khá lệch nhịp. Ví dụ như là ngay từ đoạn nối trong CL5 sang đầu đường xó chợ thì đã có những lệch nhịp rõ ràng khi mà tiếng piano của hai bài không hề ăn nhập với nhau. Phần âm thanh từ đoạn nối của trốn chạy sang cất cánh cũng không hề thú vị, mặc dù là Shiki đã chủ động pan âm thanh từ trái sang phải và fade out để vào Hà Nội, nhưng mà những đoạn trống ở cuối các bài nhạc thì đối với cá nhân tôi lại làm đứt gãy tính trải nghiệm của album. Bởi thế nên là có vài chuyên gia bảo là hay là rút gọn album xuống từ 12 đến 15 bài thôi và làm mượt hơn những đoạn chuyển thì có thể là trải nghiệm nghe sẽ tốt hơn, trọn vẹn hơn, thậm chí là biến album này thành một album kinh điển của thế hệ rap mới. Ngoài ra thì có nhiều ý kiến cho là họ sẽ chọn ra những bài hay nhất cho vào playlist rồi bỏ qua toàn bộ trải nghiệm nghe chưa phù hợp trong album. Điều này thì làm cho kế hoạch xây dựng concept của Obito gần như là sụp đổ. Và với một album có chủ đề xuyên suốt thì việc không giữ được khán giả hứng thú với toàn bộ các bài nhạc thì có lẽ là một điểm yếu cần được khắc phục. Thứ hai là ở khâu mix và master hay hậu kỳ của album. Như trong bài chưa xong thì qua mỗi đoạn chuyển beat, phần vocal của Obito lại có cảm giác loạn và mờ nhạt hơn so với beat. Với nhiều audio file thì trải nghiệm nghe trên loa của album này hơi thiếu sự đặc biệt, nếu không muốn nói là phần mix master vẫn còn nhiều chỗ bị lệch và có sạn. Nhưng với một nghệ sĩ trẻ và producer trẻ tuổi thì những lỗi sai này là không quá lớn. Đặc biệt là trong một dự án gồm tận 20 bài nhạc thì việc vừa sản xuất, vừa mix và master là khâu cần rất nhiều thời gian, công sức và tỉ mỉ. Ở album đầu tay thì đây hoàn toàn là một thiếu sót chỉ đáng để chỉ ra, vì ở một thị trường hip hop mà các nghệ sĩ trẻ cũng dần dần hoàn thiện khâu hậu kỳ của sản phẩm như hiện tại. Việc càng hoàn thiện tối đa sản phẩm của bản thân thì sẽ giúp các nghệ sĩ có thể cạnh tranh và có tuổi nghề lâu hơn. Thứ ba là beat tuy rất là phù hợp với nội dung cần truyền tải nhưng mà thực sự là nghe nó vẫn có nhiều yếu tố cơ bản và theo nhiều ý kiến của khán giả thì là hao hao với các dạng beat có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng, kiểu trung bình beat trap hoặc là beat nhà thờ cực trái 2023 kèm sample black rap music nhiều hơn là sáng tạo và là mới. Như những gì mà các producer lớn trên thế giới như là The Alchemist, Nine Wonders, Metro Boomin vẫn thường làm, thậm chí là Việt Nam thì 2 Pills, Laria hay là Dương Cây ở Rap Việt cũng từng phô diễn kỹ năng làm mới hoàn toàn trên con beat sẽ phức tạp cũng như là cần nhiều kinh nghiệm thế nào. Và cuối cùng thì có nhiều ý kiến cho là album này có thể mới với nhiều người nhưng những đôi tai nghe rap lâu năm thì có thể dễ dàng tìm thấy những mảnh ghép và nguồn cảm hứng từ nhiều album khác nhau của nhiều rapper nổi tiếng trên thế giới, như là sự trùng lặp trong chủ đề với Kendrick Lamar, J. Cole, Kanye West hay là Chance the Rapper, sự trùng lặp trong khai thác âm thanh với Kanye, Travis, hay là thậm chí câu chuyện về một đứa trẻ thoát khỏi nghịch cảnh để trở thành rap star cũng là thứ mà thực sự là khá nhiều rapper nổi tiếng trên thế giới từng khai thác. Thì cái điều này làm cho đánh đổi
mang lại cảm giác là tuy vẫn kể hết toàn diện câu chuyện mà Obito muốn chia sẻ, nhưng phần nào chỉ là một chiếc bóng của một album nào đó mà họ từng nghe ở đâu đó. Tính chung lại thì những ý kiến chê về đánh đổi của Obito thì hoàn toàn có thể hiểu được. Tại vì thực tế thì Obito và Shiki còn là những người rất trẻ. Theo thời gian thì họ hoàn toàn có thể giải quyết và thay đổi những hạn chế của bản thân để trở thành những cá nhân toàn diện hơn. Cái điều đáng khen trong dự án lần này vẫn là việc họ đã triển khai được một chủ đề rất khó, dám dũng cảm thử thách bản thân ở một màu nhạc mà nhiều rapper cho rằng đã hết thời, đặc biệt là trong thời điểm mà nhà nhà chơi melody, người người vừa hát vừa rider, thì nỗ lực Keep It To The Old School của Obito là cực kỳ đáng không phục, ấn ép để respect cho Obito. Với nhiều người thì album này là một sự vay mượn hoàn hảo của văn hóa Mỹ đen. Obito chắc chắn đã phải ăn gà rán, dưa hấu và chơi bóng rổ 180 phút mỗi ngày thì mới hoàn thiện được chất đường phố gangster như thế này. Và đó là một sự ấm lòng, một sự hy vọng cho cái sự phát triển của một tài năng trong thế giới rap. Với đánh đổi, Obito đã chứng minh được khả năng và độ quái của mình trong khâu xây dựng sản phẩm và xác định mục tiêu của đời mình. Từ một cậu nhóc có phần ngây ngô, nhẹ nhàng, nổi tiếng với màu nhạc tình sô-cô-la kẹo mút, thì giờ đây sau một album debut vô cùng thành công, các rap fan chắc chắn có thể tự hào là rap Việt đã sản sinh ra một champion mới mang tên Obito, người sẵn sàng đại diện cho một thế hệ những cậu trai tìm đến hip-hop, đến rap để thoát ra khỏi những tiêu cực trong cuộc sống của chính mình. Riêng với đội ngũ Nhi Đồng Thổi Tai thì bộ ba bài nhạc xuất phát điểm Đầu Đường Xó Chợ, Biên Giới Long Bình cùng với lại Đánh Đổi và Tell The Kids I Love Them hoàn toàn xứng đáng được chấm ở mức xuất, vô cùng xuất vì khả năng viết, cách khai thác chủ đề. Và đây cũng là năm bài nhạc cần concept của album nhất. Tiếp theo những bài nhạc như là Hà Nội, Champion, Con Kể Ba Nghe sẽ nằm ở mức hay và phần còn lại ở mức được. Và chú ý là đây chỉ là cảm nhận sau một vài lần nghe thôi. Không biết là sau trong tương lai chúng tôi nghe càng nhiều lần thì biết đâu cái thứ tự này sẽ thay đổi. Nhưng điều chắc chắn là đội ngũ Nhi Đồng Thổi Tài đã có thêm rất nhiều bài hát cho playlist của mình. Với Đánh Đổi thì Obito đã chứng minh vị thế mình là một nghệ sĩ, một MC có rất nhiều điều để nói và quan trọng nhất là một cậu trai trẻ tham vọng, có cả một gia đình và tình yêu ở sau lưng để ủng hộ cậu sống hết mình với rap, với âm nhạc, với nghệ thuật. Hy vọng là trong thời gian tới thì Obito sẽ tiếp tục giữ lửa cũng như là phát triển bản thân để tạo ra những sản phẩm tốt hơn, đẳng cấp hơn. Nhi Đồng Thổi Tai chờ đợi Obito trong thời gian tới. Và đó cũng là kết thúc của video này. Đây là một series mới trên Nhi Đồng Thổi Tai khi mà chúng tôi chủ động review những album, những EP mới của các nghệ sĩ dựa vào những thông tin mà bản thân Nhi Đồng Thổi Tai tìm hiểu góp nhặt được. Nếu mà có gì chưa đúng hoặc là cần đính chính thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới. Nếu có album nào muốn được review thì cũng hãy comment ở bên dưới. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký Nhi Đồng Thổi Tai để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.